Chào và cảm ơn quý vị các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 17 tháng 1 năm 2024 trên báo Tin An Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Chủ tịch nước chúc Tết quân dân vùng biên giới Thanh Chương. Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phiên họp bất thường. Giao ban công tác năm 2023 với các bí thư tỉnh ủy, thành ủy. Tăng cường giám sát dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 17 tháng 1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đi thăm chúc Tết tặng quà bà con nhân dân huyện biên giới Thanh Chương và Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An. Cùng đi có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác về thăm chúc Tết nhân dân huyện Thanh Chương đúng vào dịp nhân dân huyện tổ chức hoạt động hội chợ và biểu diễn văn nghệ chào đón xuân về. Trong đó có nhiều gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sản đạt tiêu chuẩn OCOP. Vui mừng trước những đổi thay trong đời sống kinh tế xã hội ở địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Chương lời chúc mừng tốt đẹp nhất, trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình người có công, người cao tuổi, gia đình khó khăn, người nghèo. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặt người dân vào trung tâm của sự phát triển, dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương nỗ lực đưa huyện phát triển hơn nữa, qua đó cải thiện đời sống nhân dân và chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn để tiến tới không còn hộ nghèo và cận nghèo. Dịp này, 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng, một điểm bếp ăn bán trú cũng đã được trao tặng cho nhân dân huyện Thanh Chương. Đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao chúc mừng các cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 17 tháng 1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trên cơ sở 29 ý kiến phát biểu và 9 ý kiến góp ý bằng văn bản của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan tổ chức có liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Sau khi nghe trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành thảo luận về kết cấu của báo cáo, các nội dung tiếp thu giải trình góp ý trực tiếp vào dự thảo luật. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sáng ngày 17 tháng 1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về tình hình công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của các tỉnh ủy, thành ủy. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và xây dựng đảng, hệ thống chính trị của các địa phương. Trong bối cảnh một năm thuận lợi khó khăn đan xen, trong đó khó khăn thách thức nhiều hơn, các địa phương đã bám sát, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chủ động linh hoạt trong triển khai thực hiện. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Thường trực Ban Bí thư cho biết, sắp tới, Bộ Chính trị sẽ họp, ban hành văn bản chỉ đạo để các địa phương kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện. Thường trực Ban Bí thư lưu ý các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo bám sát và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những quyết sách quan trọng ban hành mới đây về công tác xây dựng đảng, về quản lý đất đai, phát triển nguồn nhân lực, kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực quản lý. Phân tích về tình hình bối cảnh hiện tại, về kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cả nhiệm kỳ để nhận diện rõ, quyết tâm dồn lực cho các mục tiêu còn đạt thấp, chưa hoàn thành, khắc phục những điểm yếu, hạn chế, phát huy những tiềm năng thế mạnh ở địa bàn. Trong đó, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, những lĩnh vực động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, quan tâm tới công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đồng thời bảo đảm chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng ở khu vực ngoài nhà nước. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong tháng 12 năm 2023, thế giới đã ghi nhận 10.000 ca tử vong do COVID-19 trong nước. Điều kiện thời tiết ở miền Bắc là điều kiện thuận lợi lây lan bệnh qua đường hô hấp. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt lưu ý theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus, chủ động phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng tử vong. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Liên Hợp Quốc công bố các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Hàn Mỹ Nhật tập trận hải quân chung. Mỹ nêu lý do hạn chế Trung Quốc tiếp cận chiếc tiên tiến. Lào phạt nặng các vi phạm về khai thác mỏ. Ngày 16 tháng 1, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố tầm nhìn 2024, trong đó đề ra những nhiệm vụ ưu tiên cho năm nay. Trong bối cảnh, cơ quan lớn nhất của Liên Hợp Quốc đang đối mặt với việc giải quyết nhiều vấn đề như xung đột tại Gaza. Nhấn mạnh cam kết giải quyết những thách thức cấp bách, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Rancic tuyên bố quyết tâm thúc đẩy những thay đổi có ý nghĩa. Trong tầm nhìn 2024, ông Rancic nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, khẳng định đây là mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực chung, là cơ sở của mọi hành động. Do đó, điều quan trọng là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cần chứng tỏ ý chí chính trị và năng lực để giúp thế giới trở nên hòa bình và an toàn hơn. Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đề cập tới tình trạng chia rẽ của Hội đồng Bảo an liên quan tới xung đột ở dải Gaza, đồng thời một lần nữa yêu cầu các bên ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, trả tự do cho tất cả các con tin và tạo điều kiện để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực này. Ông Rancic tái khẳng định không thể giải quyết cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông bằng giải pháp quân sự. Ngày 17 tháng 1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc cho biết nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường khả năng phản ứng của ba nước trước các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 1 ở vùng biển phía đông nam ngoài khơi đảo Jeju, với sự tham gia của 9 tàu chiến của ba nước, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Carvinson, tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis của Hải quân Hàn Quốc và tàu khu trục lớp Congo của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên sau khi ba nước triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của Triều Tiên trong thời gian thực và nhất trí cùng nhau xây dựng kế hoạch tập trận kéo dài nhiều năm để tăng cường khả năng ứng phó. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng cũng như các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận. Ngày 16 tháng 1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rõ những biện pháp của Mỹ nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến là để bảo vệ an ninh và không làm gián đoạn thương mại. Ông Sullivan đưa ra tuyên bố trên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. Ông Sullivan nhấn mạnh những biện pháp hạn chế của Mỹ liên quan các sản phẩm bán dẫn đã loại trừ các chip thương mại, vốn là mặt hàng giúp thúc đẩy tiến bộ kinh tế. Do đó, đây không phải là biện pháp phong tỏa công nghệ hay hạn chế thương mại và đầu tư. Cũng theo ông Sullivan, mục đích của các biện pháp này là để các đối thủ chiến lược không thể khai thác công nghệ của Mỹ nhằm gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và các đối tác đồng minh của nước này. Ông Sullivan đưa ra tuyên bố trên sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng ngày nói rằng các rào cản thương mại, phân biệt đối xử là mối đe dọa đối với kinh tế toàn cầu. Những căng thẳng trong lĩnh vực công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã kéo dài nhiều năm nay và gần đây tiếp tục bị đẩy lên sau khi Washington ban hành biện pháp hạn chế sâu rộng hơn các hoạt động xuất khẩu công nghệ chip hồi tháng 10 năm 2022. Truyền thông Lào ngày 17 tháng 1 đưa tin, chính phủ nước này mới đây đã ban hành nghị định siết chặt hơn hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản với các mức phạt nặng cho những hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát tài nguyên và thất thoát ngân sách của nước này. Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, quy định mức phạt lớn nhất lên tới 2 tỷ kiếp, khoảng 2,4 tỷ cho những hành vi vi phạm quy định về khai thác và chế biến khoáng sản. Mức phạt lớn thứ hai là 1 tỷ kiếp, khoảng 1,2 tỷ đồng. Áp dụng cho những hoạt động ngoài phạm vi quy định trong giấy phép kinh doanh.
Ngoài ra, các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản ở Lào cũng không được thế chấp giấy phép để vay tiền và nghiêm cấm mọi hoạt động liên quan đến các loại khoáng sản quý hiếm trong diện cấm. Trong khi đó, những vi phạm trong hoạt động khảo sát, thăm dò và buôn bán khoáng sản sẽ bị phạt số tiền lên đến 1 tỷ kiếp. Theo thống kê, trong 2 năm rưỡi qua, chính phủ Lào đã cho phép sử dụng gần 37.700 hectare đất cho các hoạt động khai thác mỏ thí điểm. Lào muốn tối đa hóa lợi ích các nguồn tài nguyên khoáng sản cho phát triển đất nước. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo Tây Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang YouTube, Facebook và các hạ tầng khác của báo Tây Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!